Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học Hòa Phạm và trở lại với loạt bài làm về app nhạc. Ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn custom lại phần giao diện cho phần quảng cáo và chúng ta cũng đã gắn dữ liệu lên cho đó. Thì trong video clip này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn là viết từ phía server trải dữ liệu về cho phần của playlist. Thì trước khi chúng ta đi vào phần việc đó, ở đây mình sẽ chỉnh lại cho nó một tí. Thì như các bạn thấy ở bên trên, ở đây nó cũng vẫn còn cái tên của project thì nhìn nó rất là xấu. Ở đây mình sẽ cho nó mất luôn cái phần này đi. Thì cái phần hiển thị tên của project nó sẽ được gọi là phần action bar. Thì nếu như các bạn không cần thiết á, thì các bạn cũng có thể thay đổi nó đi. Thì muốn thay đổi được nó, các bạn trở về bên Android Studio, các bạn gọi đến thư mục của resource. Thì khi mà các bạn mở ra ở bên dưới nó có thư mục của value. Thì trong phần value này các bạn chọn đến cho mình cái dòng là style.xml. Trong đây các bạn sẽ sửa lại cho mình. Thì thay vì nó đang gắn cho nó là một cái action bar dưới dạng là duck action bar, mình không cần cái thằng action bar thì mình gọi lại cho nó là no action bar. Sau đó mình cho nó chạy lại project. Rồi ha. Thì sau khi nó chạy xong nó sẽ có hiển thị này cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ đứng từ phía server, mình sẽ viết và trả dữ liệu về cho phần của playlist. Ở đây mình xem lại một tí. Đây là phần dữ liệu bên bảng playlist của mình. Mình có thêm vào cho nó một số cái dữ liệu. Thì trong phần playlist này nè, mình muốn là khi mà trả dữ liệu từ phía server trả về á, thì mỗi ngày nó sẽ random ra cho mình ba cái playlist khác nhau. Ví dụ như hôm nay nó trả ra là 1, 3, 4 đi, thì ngày mai nó sẽ trả ra là 2, 3, 4 vân vân. À, mỗi ngày nó sẽ trả ra ba cái dữ liệu, nhưng mà ba cái dữ liệu nó sẽ không bị trùng với nhau. À, nó có thể là trả 1, 2, 3 hay là 2, 3, 4 gì đó vân. Rồi, thì muốn làm được bây giờ mình sẽ tạo ra cho nó một cái file. Ở đây mình sẽ đặt tên cho nó playlist for current. Đây. Và các bạn chỉnh lại cho mình cái đuôi dưới dạng là bp. Rồi mình mở lên. Thì trong đây mình sẽ cho nó cặp thẻ của bp. Lũ lại ha. Rồi thì đầu tiên các bạn cũng cho nó kết nối với phía server trước. Kết nối vào cái database của server, gọi đến là connect.bp. Rồi ở đây mình sẽ đứng ra mình viết cho nó câu truy vấn trước. Thì câu truy vấn này dùng để lấy dữ liệu từ phía server trong cái bảng playlist, và nó sẽ trả về mỗi ngày, nó sẽ trả về cho mình là ba cái dữ liệu. Ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái biến truy vấn là $query. Mình sẽ gọi đến cho nó là select. Thì khi mà mình select á, mình random có thể ví dụ như random ra hai số 1 là hai số 3 đi. Thì ở đây mình sẽ cho nó select. À, ví dụ random trùng á, thì nó sẽ không lấy cái giá trị đó. Thì mình sẽ gọi đến từ khóa là distinct. Rồi thì khi mà nó bị trùng thì nó sẽ tự random ra một con số khác, miễn là nó sẽ không trả về giá trị trùng của con số random. Tiếp theo mình sẽ cho nó là mình sẽ lấy hết tất cả dữ liệu của ba cái dòng này, gọi đến select sau from. Và ở đây nó hỏi mình là lấy từ bảng nào, thì chọn lên cho nó là bảng của playlist. Rồi mình gọi đến thuộc tính là order by. Thì nó sẽ căn cứ vào đâu để cho nó lấy? Thì ở đây mình sẽ cho nó căn cứ vào giá trị random. Mình gọi đến ra. Ở đây mình sẽ cho nó là dấu nháy, khoảng cách ra chấm một cái. Rồi mình gọi đến thuộc giá trị là ngày. Thì ngày ở đây mình sẽ cho nó là year. Rồi mình đây. Rồi các bạn ra ngoài chấm cho mình, cho nó dấu nháy đôi ha. Rồi cuối cùng thì các bạn gọi đến limit. Ở đây mình chỉ muốn lấy cho nó là 3 thôi, 3 giá trị. Cuối cùng các bạn cho nó đóng đóng dấu giá đôi lại. Rồi bây giờ mình thử test ha. Test cho nó giá trị này coi nó đúng. Mình cho nó một câu điều kiện if nếu như $query nó thực hiện được thì equal để cho mình biết là ok. Còn trường hợp bị lỗi thì nó sẽ equal để cho mình là fail. Bây giờ mình sẽ up cái file này lên. Rồi, mình sẽ up cái này lên.
viết ngay dòng số 10. À, cái dấu nó ngoặc thôi. Ở đây mình chọn là edit. Rồi mình chọn sale này, cho trở lại. Rồi nó báo ok nè, tức nghĩa là câu syntax của mình chạy được nè ha. Rồi tiếp tục, thì bây giờ syntax chạy được rồi, bây giờ mình thực hiện cho nó là mình sẽ trả dữ liệu về dưới dạng là JSON luôn. Rồi ở đây mình sẽ comment lại cái đoạn của câu điều kiện, mình sẽ tạo ra cho nó một cái class, đặt tên cho nó là playlist today. Rồi mình sẽ cho nó một cái function. Thì function này chức năng của nó giống như constructor ha, để cho nó yêu cầu người dùng là sẽ truyền vào những cái dữ liệu khi mà người dùng muốn sử dụng đến cái class này. Thì ở đây mình sẽ kêu người dùng truyền vào cho nó là id playlist, tiếp theo là gồm có tên, hình ảnh, ở đây mình cho là hình, và cuối cùng là icon. Rồi thì bây giờ mình sẽ tạo cho nó các từ khóa của JSON. Đầu tiên là từ khóa cho cái giá trị của id playlist, mình truyền vào cho nó là id playlist bằng giá trị của id playlist. Tiếp theo ở đây mình sẽ tạo từ khóa cho cái phần của hàng tên bằng cô là tên. Rồi mình sẽ có nó là hình playlist bằng đô la hình, và cuối cùng là icon bằng đô la icon. Thì bây giờ mình đã có cấu trúc để cho nó trả về dưới dạng JSON như thế này rồi, bây giờ mình sẽ đưa dữ liệu vào để cho nó thực hiện. Ở đây vì nó có ba cái dữ liệu trả về nên mình sẽ đưa ba cái dữ liệu này vào trong một cái mảng để cho mình dễ kiểm tra ha, mình dễ truy xuất dữ liệu hơn. Ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái mảng, đặt tên cho nó là array list, array playlist ha, playlist for today. Ở đây mình sẽ cho nó là cái mảng một tag. Bây giờ mình sẽ thực hiện cho nó là thực hiện câu truy vấn, mình gọi là dollar data bằng mysqli query ha, thực hiện câu truy vấn này, truyền vào cho nó là đô la trên phải đô la query. Rồi thì ở đây mình sẽ cho nó thực hiện, mình gọi lại cho nó là while. Thì khi mà dữ liệu nó được trả về cho hàng đô la data á, bây giờ mình sẽ móc cái dữ liệu từ trong cái hàng đô la data ra, mình gọi đến đô la row, mình sẽ cho nó một cái phương thức mysqli ha, fetch xong. Thì phương thức này giúp mình là mình sẽ lấy ra từng dòng dữ liệu và nó sẽ trả vào trong cái phần của Dora Rose. Thì ở đây mình sẽ có 3 dòng ha, nó sẽ trả ra từng dòng cho Dora Rose. Ở đây mình sẽ truyền vào cục dữ liệu của mình là Dora Data. Thì có dữ liệu rồi, bây giờ mình sẽ boot vào trong cái mảng để lát nữa cho nó đẩy về dưới dạng của JSON. Mình gọi đến cho nó là array push. Ok, thì nó hỏi là khi mà gọi đến phương thức push á, truyền vào cho cái dữ liệu cho cái mảng nào, gọi đến cho nó là mảng của ArrayList, và cái dữ liệu truyền vào như thế nào. Thì ở đây mình nói rồi, mình đã tạo ra cho nó một cái cấu trúc để cho người dùng truyền dữ liệu vào. Mình sẽ gọi ra cái cấu trúc này, gọi đến cho nó là playlist today. Rồi bây giờ mình sẽ truyền vào cho nó giá trị đầu tiên, nó chính là id playlist. Thì thằng Dora Rose này nè, nó sẽ chứa cho mình là cái dữ liệu của từng dòng. Thì mình muốn lấy dữ liệu của cái cột nào á, thì mình sẽ gọi lại cái dòng đó ha, cái dòng đó, và mình sẽ gọi đến cho nó là cái tên cột mình muốn lấy là cái gì. Thì tên cột đầu tiên mình muốn lấy đó chính là id playlist. Mình xem lại bên phần của cái mảng ha, id playlist ở đây mình viết hoa chữ y với chữ b lên, id playlist. Rồi phóng bự ra, ở đây mình xuống hàng mà để dễ xem. Phải cái tiếp theo Dora Rose, mình cho nó là tên
khi đã đẩy dữ liệu qua chuẩn mảng rồi, bây giờ mình sẽ in ra cho nó dưới dạng của phần JSON. Ở đây mình sẽ gọi lại là equal, gọi đến phương thức là JSON encode, rồi vào cho nó giá trị là mảng array playlist for today. Rồi mình sẽ copy lại hết những cái thằng này, mình sẽ đưa vào bên trong. Ở đây mình sẽ edit lại cái file này, mình sẽ patch cái phần mình mới viết vào. Mình chọn save và close. Rồi mình chọn preview thử. Rồi thì ở đây nó random ra cho mình nè, 2, 8, 10. Chạy lại ha, đó vẫn ra 2, 8, 10. Thì qua ngày hôm sau đó, các bạn thử test lại cho mình ha, coi giá trị này có phải là 2, 8, 10 nữa hay không, hay là nó random ra cho mình một giá trị khác. Và các bạn thử test cho mình coi thằng này nó có bị lặp đi lặp lại dữ liệu không, ví dụ như 2, 2, 2 ha. Rồi thì như vậy là trong video clip này á, mình đã hướng dẫn cho các bạn là viết từ phía server cải dữ liệu về cho thư mục cho phần bản của playlist. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.